Chào tất cả mọi người đến với video mình nhé. Hiện tại em đang co đang về mấy bộ lim nha mình nhé. Hiện tại đang về là tổng cộng là mấy bộ lim. Nói chung là em về khoảng 7-8 bộ nha mình nhé. Về thì 7 đến 8 bộ lim. Mà hiện tại là khách em đã chốt 4 bộ rồi, còn đúng 4 bộ thôi. 2 bộ này là khách đã chốt rồi nha. Đây. Còn hiện tại là em còn mấy bộ này. Nói chung hàng đợt này lim về rất là đẹp luôn nhé. Lim đợt này về rất là đẹp luôn. Đấy, còn hiện tại những cái bộ lim này là kích thước của nó là đều 1m8 rồi nhé. 1m8 dài, 18 dài là đều 2m84 ạ. Hiện tại những bộ lim này thì em bán với giá là 45 triệu là một bộ nhé. 45 triệu là một bộ nhé. Hàng này là mọc thực tế cho anh em xem nhé. Hàng mọc thực tế luôn nhé. Đây, rất đẹp này. Đây, có cái bộ này thì em mới tải nhẹ ra để cho nó đẹp này. Đây, anh em có thể nhìn thấy văn của bộ này nhé, rất đẹp đi. Bộ này là khách chốt rồi nhé. Đây, em tổng cộng rất nhiều nhé. Hiện tại là em còn đúng 4 bộ thôi. Một cái bộ này nhé. Bộ này thì cũng chốt rồi. Bộ này thì hiện tại là khách lấy rồi. Em còn 4 bộ này, 1 bộ này, 2 bộ, 3 bộ, kia nữa là 4 nha. Đó thì anh em mà quan tâm thì cũng hệ trực tiếp cho trên hộp em là 0789 569 779. Còn Zalo của em là 0333 338 719 nhé. Đây hàng lim này là cùng mọc anh em nhé. Cái này là thợ đang trà để chì ốc anh nhé. Hàng anh em có thể nhìn thấy đầu nữa nha. Rất đầu tư luôn. Đây, hàng đầy nó luôn nhé. Đầy rất đẹp luôn.